xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 43: rau củ quả giúp ngừa ung thư. Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Mặc dù tỷ lệ tử vong do ung thư ước tính cao, nhưng đây là căn bệnh có thể phòng ngừa được do có các đặc điểm chống oxy hóa, độc tính thấp và an toàn. Các loại trái cây, rau củ đã được nghiên cứu để xem liệu chúng có thể ngăn ngừa được ung thư hay không. Các nghiên cứu rộng rãi trong suốt hàng thập kỷ qua đã xác định được nhiều hợp chất tự nhiên từ rau củ quả có khả năng ngừa được ung thư. Các hợp chất tự nhiên có trong thực vật từng được sử dụng để điều trị ung thư và những hợp chất này cũng có lợi trong việc phòng ngừa ung thư. Các nghiên cứu đã cho thấy nguy cơ bị ung thư giảm ở nhóm dân số tiêu thụ lượng lớn rau củ quả. Có nhiều báo cáo cho thấy lợi ích của thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày bao gồm các rau thuộc họ cải như bắp cải và bông cải, thực vật allium như tỏi và hành, trà xanh, trái cây họ cam, quýt, đậu nành, cà chua và gừng, cũng như các cây dùng làm thuốc. Những hợp chất hàng đầu như genitein từ đậu nành, lycopene từ cà chua, brassinin từ rau họ cải, sulforaphane từ măng tây, indolbarcarbinol từ bông cải và resveratrol từ nho và đậu phộng là các chất được thử nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng trong việc ngăn ngừa ung thư. Các hợp chất từ thực vật có tiềm năng trong việc ngăn ngừa ung thư vì sự an toàn, giá cả thấp và hấp thụ tốt qua đường tiêu hóa. Một vài lời khuyên. Hầu như tất cả các rau củ quả trong tự nhiên đều có thành phần chống lại tế bào ung thư, tuy nhiên phần lớn chúng chỉ được phát hiện có hiệu quả trong nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, chỉ một phần nhỏ trở thành thuốc chống ung thư. Vì vậy, bạn có thể tăng cường các loại thực phẩm này trong khẩu phần ăn hàng ngày như một cách để ngăn ngừa ung thư, nhưng không dùng chúng với mục đích điều trị ung thư. Tuyệt đối không nên tin vào các thực phẩm chức năng được quảng cáo có nguồn gốc từ những thực phẩm này có khả năng chữa ung thư, vì hiện tại chưa có bằng chứng đầy đủ thuyết phục chúng có thể chữa được bệnh ung thư. Nước dừa. Nước dừa là một phương thuốc tự nhiên quý giá vì nó có sẵn nhiều tính chất như ngừa ung thư, giải độc cơ thể và giảm huyết áp. Quinitin trong nước dừa, mặc dù ở hàm lượng nhỏ, khoảng 0,3% theo khối lượng, nhưng lại là hoạt chất nổi tiếng và chỉ có ở dừa. Nó vừa là chất chống oxy hóa, chống lão hóa, vừa là chất chống ung thư mạnh. Cơ chế chống ung thư của quinitin đến nay được biết là tấn công ung thư theo hai hướng, vừa ức chế tín hiệu tăng sinh, vừa kích hoạt quá trình chết đã được lập trình apoptosis của tế bào ung thư cổ tử cung ở người và ung thư hắc tế bào ở chuột. Đây là cách mà các báo lá cải hay gọi là khiến ung thư tự chết. Ngoài ra, nước dừa còn có tính lợi tiểu, giúp tăng tốc độ đào thải chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu dịch tễ quy mô lớn nào trên người để kiểm định mức độ ngừa ung thư của nước dừa. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, khi mà trái cây, rau củ bị nhiễm quá chất khắp nơi, thì trái dừa là một trong những lựa chọn hiếm hoi có chứa chất chống ung thư mà có thể bảo đảm an toàn. Để chọn dừa, tốt nhất là nên mua dừa còn nguyên trái. Lý do chúng tôi khuyên như vậy là vì hiện nay có một số thương lái sau khi mua dừa về, gọt vỏ, đã ngâm dừa vào thuốc tẩy để giữ cho dừa trắng nõn. Tác hại của việc này theo chúng tôi là không đáng kể, vì thực chất, tác dụng của thuốc tẩy chỉ để oxy hóa hoàn toàn các polyphenol, những chất sẽ bị chuyển sang dạng có màu nâu sẫm dưới tác dụng của enzyme tyrosinase khi các tế bào vỏ dừa bị phá vỡ. Vỏ dừa rất dày và có lớp màng cứng trước khi vào phần ruột, nên theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, thuốc tẩy không thể ngấm vào bên trong được. Nhưng tốt nhất, người dùng vẫn nên tránh những trái dừa đã gọt sạch vỏ. Một điều cần lưu ý khi mua dừa là nên coi kỹ vỏ dừa có vết đâm hay không để tránh dừa bị bơm tiêm chất làm ngọt vào. Các chất này có thể là đường, bột ngọt, dù không có tác hại đáng kể đến sức khỏe, nhưng sử dụng dừa tự nhiên vẫn luôn an toàn nhất. Khi thấy dừa có vết tiêm trên vỏ, vết này thường sâu và thâm, hay gặp ở đáy trái dừa vì là nơi mỏng dễ tiêm vào nhất, thì bạn không nên mua. Tất nhiên, bài viết này không nhằm thần thánh quá nước dừa. Như tất cả các hoạt chất khác, quinitin không phải là hoạt chất trị bách bệnh ung thư. Đã có thí nghiệm cho thấy nó không có tác dụng gì với một dòng ung thư bạch cầu ở chuột, một loại ung thư máu. Do đó, không phải chỉ uống nước dừa là đủ để phòng ung thư. Một chế độ ăn uống đa dạng và giàu thực vật mới là hướng phòng bệnh hiệu quả nhất, và uống nước dừa thường xuyên là một phần của chế độ ăn uống đó. Sự thật, nước dừa có chứa chất giúp ngừa ung thư. Cà phê và trà. Các phân tích tổng hợp gần đây về cà phê, trà với ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan
đã cho thấy mối liên quan của chúng trong việc làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh đáng sợ này. Một nghiên cứu phân tích tổng hợp dựa trên 16 nghiên cứu cho thấy uống cà phê làm giảm 40% nguy cơ bị ung thư gan, trong khi đối với trà là 23%, tổng hợp từ 12 nghiên cứu khác. Thêm vào đó, một nghiên cứu gần đây ở châu Âu kết luận trà và cà phê làm giảm nguy cơ bị ung thư gan lần lượt là 72% và 59%, trong khi ở Hoa Kỳ, cà phê được báo cáo giảm 41% nguy cơ bị ung thư gan. Các hợp chất trong cà phê có đầy tiềm năng giúp phòng ngừa ung thư như diterpen, acid chlorogenic và caffeine. Diterpen là các lipid ngăn cản sự biểu hiện enzyme và hoạt động enzyme, tạo ra các enzyme khử độc và điều hòa các con đường chuyển hóa. Acid chlorogenic là một polyphenol làm tăng hoạt động các enzyme khử độc. Caffeine có đặc tính chống oxy hóa, làm tăng tốc độ chuyển hóa và tiêu hao năng lượng. Những đặc trưng này có khả năng điều hòa cân nặng và làm giảm nguy cơ hình thành các hội chứng chuyển hóa. Tương tự, trà có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học, bao gồm caffeine và các hợp chất polyphenol. Một polyphenol đặc hiệu gọi là abigail-locatechin 3-galate có tiềm năng hứa hẹn trở thành thuốc ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn hoạt tính của enzyme có hại, sự tăng sinh mạch máu, sự xâm lấn và di căn của tế bào ung thư. Tóm lại, cà phê đã được chứng minh rõ ràng là có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan, còn trà thì tác dụng kém rõ ràng hơn và còn có sự khác nhau trong nghiên cứu khác nhau, nhưng khả năng là trà cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan tương tự cà phê. Như vậy, chúng ta hoàn toàn tự tin và yên tâm khi để cà phê và trà trong khẩu phần ăn uống hàng ngày. Sự thật, cà phê và trà có chứa chất làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan. Trà artichoke. Artichoke là một trong những thực phẩm phổ biến của người Việt Nam. Artichoke có tên khoa học là Cynara scolymus, là loại cây lá gai lâu năm có nguồn gốc từ miền Nam châu Âu, quanh địa Trung Hải, đã được người Hy Lạp và La Mã cổ đại trồng để lấy qua làm thực phẩm. Artichoke du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20, được trồng ở Sapa, Tam Đảo, nhiều nhất là ở Đà Lạt. Lá, thân, rễ của cây artichoke có chứa một hàm lượng lớn các chất được dùng làm thuốc, có tác dụng giảm lượng cholesterol, giảm hội chứng ruột kích thích trong điều trị bệnh thận, thiếu máu, giữ nước, phù, viêm khớp, nhiễm trùng bàng quang, gan và các vấn đề sức khỏe khác. Các thành phần trong artichoke: các vitamin như vitamin C, acid ascorbic, B1, thiamin, B2, riboflavin, B6, pyridoxine, B12, folate, E, alpha-tocopherol, K, choline. Trong đó, vitamin K giúp cải thiện các vấn đề dày xương và thúc đẩy quá trình hình thành xương. Vitamin C có trong artichoke là một chất chống oxy hóa, giúp bạn có một làn da khỏe mạnh. Vitamin C còn giúp cho cơ thể chống lại phản ứng viêm và hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm trùng. Acid folic. Artichoke có chứa nhiều acid folic cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào của người và sự hình thành của tế bào máu. Đồng thời, acid folic còn có lợi cho sự tổng hợp DNA trong khi mang thai và điều trị các vấn đề về ống thần kinh. Lactone và cinnarin giúp giảm sự tổng hợp cholesterol, chất chống oxy hóa và sự hình thành gốc tự do. Artichoke là nguồn cung cấp các chất hóa học tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật, có khả năng chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do và đối phó với các stress oxy hóa được tạo ra bởi các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do là nguồn gốc của lão hóa và ung thư. Artichoke giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn chặn các phản ứng có khả năng gây ung thư hình thành trong cơ thể. Artichoke là thực phẩm an toàn, tuy nhiên sử dụng quá nhiều artichoke có thể dẫn đến khó chịu ở bụng và chuột rút. Các tác dụng phụ có thể xuất hiện khi sử dụng artichoke như đầy hơi, khó chịu ở bụng, tiêu chảy và dị ứng hiếm gặp. Những người dị ứng với thực vật như cúc vạn thọ và một số thảo dược khác tương tự, hoặc bị sỏi túi mật thì không nên sử dụng artichoke và các sản phẩm làm từ artichoke. Không có nhiều thông tin liên quan đến artichoke khi dùng cho phụ nữ mang thai và trong thời gian cho con bú. Vì vậy, đối tượng này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ khi dùng. Sự thật, artichoke có nhiều hợp chất có tác dụng trên nhiều bệnh khác nhau, trong đó có ung thư thông qua các chất chống oxy hóa và sự hình thành các gốc tự do. Xin phép được nói thêm, stress oxy hóa được hiểu đơn giản là tình trạng các chất oxy hóa chiếm ưu thế hơn so với các chất chống oxy hóa bảo vệ trong cơ thể. Stress oxy hóa dễ dẫn đến nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh lý về tim mạch. Nho đỏ.
Ngăn ngừa ung thư bằng cách ăn, hấp thu các chất có khả năng giảm nguy cơ ung thư là một trong những cách trực tiếp nhất để giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Các tác nhân ngăn ngừa ung thư bao gồm các thuốc kháng viêm không thuộc nhóm steroid NSAID như indomethacin, aspirin, piroxicam, sulindac, tất cả đều ức chế cyclooxygenase COX. Cyclooxygenase có hai dạng chính, COX1 và COX2, và một dạng biến thể là COX3. COX1 được biểu hiện ở mô, còn COX2 là một enzyme cảm ứng biểu hiện trong các tế bào liên quan đến phản ứng viêm như các đại thực bào, trong đó sản xuất một lượng lớn các prostaglandin E2, BGE2. COX xúc tác quá trình chuyển hóa axit arachidonic thành chất tiền viêm như prostaglandin, có thể kích thích tăng trưởng tế bào ung thư và ngăn chặn khả năng giám sát của hệ miễn dịch. Ngoài ra, COX có thể kích hoạt chất gây ung thư với các hình thức gây thiệt hại cho vật liệu di truyền. Trong những nghiên cứu về các tác nhân ngăn ngừa ung thư trong vài năm trở lại đây, hàng trăm chất tách chiết từ thực vật được đánh giá về khả năng ức chế COX. Chất resveratrol 354 trihydroxytransferase được xác định là một chất ức chế mạnh COX. Resveratrol là một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong vỏ nho đỏ, hà thủ ô Nhật Bản, đậu phộng, quả diệt quất và một số hoa quả khác. Resveratrol được sản xuất bởi một số loại thực vật để bảo vệ chúng chống lại áp lực của môi trường. Ngoài ra, resveratrol còn là chất chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do được cho là nguyên nhân của sự lão hóa. Resveratrol có khả năng ức chế sự phát triển của một loạt các dòng tế bào ung thư ở người, bao gồm cả ung thư vú, tuyến tiền liệt, dạ dày, đại tràng, tuyến tụy và tuyến giáp. Trong các nghiên cứu trên động vật, ở hình thức uống, bôi hoặc tiêm, resveratrol ức chế sự phát triển của ung thư do các chất hóa học gây ra tại nhiều vị trí bao gồm cả đường tiêu hóa, gan, da, vú, tuyến tiền liệt và phổi. Tác dụng chống ung thư của chất resveratrol trong các mô hình động vật gặm nhấm liên quan đến việc ức chế sự phát triển tế bào, thúc đẩy quá trình chết đã được lập trình của tế bào apoptosis, ức chế sự hình thành mạch máu, tăng trưởng khối u và di căn. Hiện tại, Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ NCI đã bắt đầu nghiên cứu ứng dụng resveratrol ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng sau khi phẫu thuật. Kết quả từ các thử nghiệm này có thể cung cấp một nền tảng cho các thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn trong tương lai để xác định đầy đủ về hiệu quả ngăn ngừa ung thư của resveratrol trên người. Resveratrol có tiềm năng rất lớn, không chỉ trong phòng ngừa mà còn trong việc điều trị nhiều loại bệnh ung thư. Các tế bào khối u sử dụng nhiều con đường để sống sót và lấn át các tế bào bình thường, và các chất như resveratrol có thể ngăn chặn nhiều con đường bất thường đó. Do đó, hãy bổ sung các loại thực phẩm có chứa resveratrol để có thể phòng ngừa một số loại ung thư. Sự thật, resveratrol trong nho đỏ có chứa chất ngừa ung thư và hiện đang nghiên cứu để ứng dụng trong điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp, Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân, Lê Ngọc Hồng Phượng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe Sách nói Ri bằng tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.